Hello mọi người, lại là mình Vũ Vi Kính nè. À, hôm nay trong cửa hàng có cái đồ hot lắm các bạn ơi. Mà khoan, để mà chốt cái mini game ngày hôm qua cho mọi người nha. Và video ngày hôm qua hơn 500 like các bạn ơi. Rồi, kéo xuống cho mọi người xem nè. Đấy, những bình luận nha. Và mình đang có một cái kênh phụ để thường xuyên mở mini game cho các bạn. Đó là kênh Vũ Vi Kính TV nha. Các bạn nhớ qua đây tham gia mini game nha các bạn ơi. Các bạn nhắn cho trang chủ của mình để mà thấy nha, họ là gõ Vũ Vi Kính TV là ra nè. Và ngày hôm qua có 274 bình luận nha các bạn ơi. Xem bạn nào thấy được đây. Rồi, bé chà vải nha. Bạn đã thích ca phần bên trái. Rồi, chúc mừng em. Rồi, và mình để gửi cho bạn Thu Trà Vải nha các bạn ơi. Và bạn Thu Trà Vải thì thích cho mình cáo thùng bên trái nha các bạn. Rồi, để mình tìm tên của bạn Trà Vải. Ok, thấy rồi nè. Rồi, Thư ha, gửi cho bạn một cái áo bên trái nha mọi người. Đâu, rồi, áo bên trái đây các bạn. Rồi, và anh gửi cho bạn Thu Trà Vải nha. Rồi, một cái áo thùng bên trái rồi, cảm ơn mọi người luôn. Rồi, và các bạn muốn tham gia mini game nữa thì các bạn nhớ chọn bên trái hoặc là bên phải nha. Và để lại bình luận phía dưới này. Và nhớ là tham gia mini game trên cái kênh phụ của mình nha mọi người. Kênh đó là sẽ là kênh mở mini game nhiều hơn cái kênh chính đó luôn nha. Cho nên là mọi người nhớ tham gia kênh. Mọi người có thể tham gia hai kênh luôn cũng được. Và có thể là nhận quà hai kênh luôn nếu mà các bạn thích ha. Rồi, nhớ like video và đăng ký kênh nhiệt tình như hai kênh luôn nha mọi người ơi. Rồi, xem thử là ngày hôm nay trong cửa hàng có hàng đồ hot nè các bạn ơi, kế xuống bên dưới nha. Đây, à, đồ giảm giá các bạn ơi. Ôi, và các bạn có thể là tham gia bên cái kênh phụ của mình để lấy một trong những hai đồ giảm giá này nha các bạn ơi. Chỉ có 46k thôi. Cái gói cùng nhau đó với lại cái gói vũ điệu của nhạc nữ nha các bạn ơi. Đây, các bạn có thể chọn một trong hai gói nha. Nhớ qua bên kênh phụ tham gia nha mọi người. Rồi, đây, mình muốn nói là cái này các bạn ơi. Đây, cái phương tiện này các bạn. Cái phương tiện cúp liên hoan này thì mình nhớ là không biết là ở trong sự kiện hay là ở đâu ta, hay là cái gì đó mình nhớ hồi xưa sẽ nhận miễn phí nha mọi người. Và để mình mang cho mọi người xem nha. Từ 240 kim cương và xuống 200 luôn phải. Cái này lâu lắm rồi mình không nhớ nó từ đâu ra. Bạn nhớ thì để lại bình luận nha. Đâu, để mình lấy ra cho mọi người xem nha. Kéo xuống phần phương tiện đi. Mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. À, mình sẽ có thể coi nó ở đâu được đó mọi người. Từ nha. Đây, cúp liên hoan phim 2023 này các bạn ơi. Sản phẩm sự kiện như các bạn ơi, mình nhớ hình như là điểm danh. Mình nhớ mãi là điểm danh nha các bạn ơi. Rồi, nếu mà sử dụng thì sẽ như thế này nha mọi người. Các bạn sẽ đứng im tại chỗ nha. Đứng như một bức tượng luôn nha mọi người. Đó, kiểu gì ha. Rồi, bạn nào có ý định muốn mua mình review cho mọi người xem luôn. Đây, có hai bạn này đều dễ thương đứng đợi mình hay gì nè. Rồi, và trong cửa hàng ngày hôm nay thì có cái gì hot lắm ta. À, để mình bóc thăm hộp mới nha. Đây, bóc thăm hộp Winca có thể ra xem nha. Mình chưa có ra xe. Mình nói là mọi người, mình nghe nói là mọi người có người mở miễn phí ra xe luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa có mọi người ơi. Trời ơi, một cái hộp đầu tiên nha. Hộp thứ hai. Ủa, lại là cái xà đồ nữa các bạn. Xà đồ này mà lấy ra mặt thì ngon á. Rồi, tiếp tục luôn mọi người. Tiếp tục. Ôi trời ơi, cũng là một tiếng các bạn ơi. Tưởng ra xe hết hồn luôn các bạn. À, mình có một vé coupon nè, mở luôn nha. Mở luôn. Hộp cuối cùng. Trời đất ơi, nó lại ra cái đó rồi mọi người. Thôi, để dành hiện tại mình có 4.000 kim cương nè. Để dành để bữa mở cái gì ta. Cái hộp cần câu tinh tú nha các bạn ơi, dùng để câu cá mới nha. Rồi, à, cái mũ này nữa mọi người ơi. Cái mũ này hình xưa được giảm giá trong cửa hàng á. Hình như cái mũ này bán trong cửa hàng nội thất ở cửa hàng thì trang phục á là 30 kim cương nha mọi người. Giờ giảm giá xuống 15 kim cương, bạn nào có thích mua thì có thể mua ha. Còn hôm nay thì nhà bán hành giảm giá những cái gói này. Vũ đạo, ui, cái kim cương này các bạn ơi, vũ đạo nam ha. Cái này thì mình mua rồi, bạn nào chưa mua thì mua ha. Đây, hành động này, vũ đạo được các kiểu đó các bạn. Cái này là vũ đạo của nam. Đó thì các bạn nếu mà thích những hành động này có thể mua nha. Và cái này chỉ còn tồn tại khoảng một ngày thôi là hết rồi nha mọi người. Cho nên là mọi người lưu ý. Còn vũ đạo của nữ thì các bạn phải mua. Của nam sẽ nó rẻ tới nha. Của nữ thì nó mắc nha mọi người ơi. Không thể tin được luôn. Cái gói này thì chắc là từ xa xưa lắm rồi. Mỗi gói này các bạn sẽ được 300 kim cương cùng với đồ nội thất. Hôm nay thì không có đồ mới nhưng mà sẽ có VIP mới đó mọi người. Đây, để mình coi VIP mới có gì nha. Thì nhà bất hạnh sẽ gửi cho partner. Bữa hôm nay là mọi người thấy trong game này có rất là nhiều banner luôn đúng không? Tại vì nhà phát hành mới thêm mấy banner rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì xem thử VIP có gì hot. Có phương tiện mới các bạn ơi. Tốc độ 5 có thể câu cá được. Uầy, đàn hạt Luna tím nha các bạn ơi, có thể câu cá được nhưng mà chỉ có một chỗ thôi nha.
Đây thì có một phương tiện mới để câu cá nha các bạn ơi, chuẩn bị cho sự kiện câu cá tiếp theo vào ngày 17 nha, 5 ngày nữa nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ nhận được những cái túi thẻ đồ các kiểu nè, rồi đồ nội thất cũng như là một bộ đồ của nữ ha. Ơi cái đồ, cái bộ đồ này nhìn có vẻ là đẹp thế nhờ, tóc mới cũng đẹp luôn nha mọi người, tóc mới cũng đẹp luôn nha. Mình đánh giá cái VIP này được coi bộ đồ dễ thương cute. À nhưng mà mắt ở đâu nhờ, ủa cái ánh mắt này ở đâu ra nhờ, nhưng mà nhìn nó rất là hợp nè. Dạ bác Hành không biết là ra cái ánh mắt này chưa, biết là ra trong gói nào rồi. Nói chung là trong game này Nhập Hành ra rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi, không biết đồ nào mà lằn luôn á. Rồi để hôm nay mình đi làm nhiệm vụ coi thử là mình lên được có A cộng luôn không nha mọi người, xe hay là chỉ dừng lại ở mức chắc là hôm nay lên điểm B thôi sao ấy. Đâu coi mình đi làm nhiệm vụ thôi nha. Rồi rồi tiếp tục chạy tới đây, mở Sharina luôn, nhận nhiệm vụ luôn. Nói chung là nhiệm vụ trong sự kiện lần này á khá là đơn giản, nhưng mà các bạn nhớ vô làm đầy đủ nha. Hình như làm được 5-7 ngày là các bạn sẽ làm full cái nhiệm vụ á. Rồi đứng hát đồ các kiểu đó nè. Đây mình đến làm nhiệm vụ xong nha, coi thử mà được điểm A mấy trong ngày thứ 3 này nha mọi người. Ngày hôm nay ngày thứ 3 đúng nha. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi cập nhật đúng không ta? Đúng rồi đó. Rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn. Hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Rồi nhiệm vụ tiếp theo nha. Trời ơi mình phải tắt chat thì các bạn ơi. Ở chỗ kìa kìa. Trời spam cái gì mà dịch vụ gì đó. Trời ơi tắt đi ha. Rồi nhận nhiệm vụ các bạn ơi. Trời nhảy hôm nay nhảy gì vui vậy. Trời mấy cái điều nhảy rất là dễ thương nha. Các bạn nhớ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, có rất là nhiều điều nhảy cho mọi người luôn á. Rồi rất tuyệt. Rồi nhăn ba lên. Rồi hoàn thành nhiệm vụ đó. Rồi còn gì nữa không ta? Hết nhiệm vụ bên đây rồi nha. Chạy qua nhiệm vụ bên đây các bạn. Nhiệm vụ bên đây có một cái nhiệm vụ chọn micro. Ủa hôm nay mấy cái mic đâu hết rồi nhờ. Ủa nhắn vô đây nó mới hiện hay sao đó mọi người. Rồi hoàn thành nè. À nhắn vô đây nó mới hiện à. Ủa mình màu gì trước nha, mình không để ý nha. Màu gì trước nha, xanh, đỏ, vàng nha các bạn ơi. Đó các bạn nhớ để ý nha. Xanh nè, đỏ nè, vàng nè, đó ok la nha. Rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn nha mọi người ơi. Đó xong rồi mấy cái mic nó biến mất luôn nha mọi người. Cái mic biến mất rồi nè. Rồi. Rồi nhiệm vụ tiếp theo luôn. Đó mình hướng dẫn cho mọi người nhiệm vụ chi tiết luôn ha. Bạn nào mà chưa biết làm thì nhìn vô video của mình là biết làm luôn. Rồi nhân ba lên. Rồi hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn ơi, không biết là được mấy ngàn xu nữa. Rồi mình tới mình chat coi thượng ngày hôm nay thứ hạng của mình được lên chưa ha. Ngày hôm qua là C cộng đúng không ta? Đánh giá kỹ lưỡng nè. Ngày hôm qua là C cộng đúng không ta? Giờ chắc mình nghĩ là lên điểm B. Rồi nhảy được các kiểu luôn. Rồi nói chung là nhân vật của Play tôi bây giờ nhìn dễ thương các bạn. Rồi mình xem được điểm gì đây. Chăm chỉ tiến bộ nhanh. Điểm A luôn. Ồ nhóm của nhóm A là C cộng các bạn ơi. Ủa sao bản là C cộng, ngày hôm qua là C mọi người, hôm nay là C cộng nha. Ảo thế nhờ. Rồi coi còn thường của có nhiệm vụ gì mình chưa làm không ta. Hôm nay vẫn là C cộng mà không, mọi người được điểm gì nhớ lại là bình luận phía dưới nha. Ờ có cái nhiệm vụ A cộng đó mà làm Nhà Bác Hành làm khó ghê, kêu các bạn phải làm nhiệm vụ hàng ngày đó các bạn ơi. Đây cái nhiệm vụ hàng ngày đó, đây cái điểm đó nè. Trời ơi phải đặt điểm A cộng mới được nha, các bạn phải làm nhiệm vụ thường xuyên nha mọi người ơi. Rồi mọi người có thể là sử dụng cái thử vũ đạo nè, nhảy cùng nhau á. Khi nào mà các bạn có nhu cầu nhảy cùng nhau á thì các bạn thực hiện cái nhiệm vụ đó nha, thì sẽ hoàn thành nha. Đây cùng nhảy nào nè, đó thì các bạn chạy tới chỗ mà cái xăng nhảy đây nè. Đấy rồi tới đây á thì các bạn nhảy một hành động bất kỳ nha, hành động nhảy nha mọi người ơi, sử dụng một hành động nhảy bất kỳ nha. Đấy là nó sẽ bắt đầu ấy nè. Hiện tại là mình là 3/10 nè. Đó mình nhảy một cái nữa là lên 4/10 nè các bạn ơi. Rồi hành động nhảy cùng nhau. Rồi các bạn nhớ là thực hiện cái nhiệm vụ này hết nha, 10 lần nha các bạn ơi. Hết 10 lần nha. Rồi dự án nhảy cùng nhau lên. Wow xin chưa nhảy điểm nữa. 3/10 rồi nè.
Ủa, ủa hồi nãy là bao nhiêu vậy? Sao nó chưa lên mọi người? Hồi nãy là 2/10 hay 3/10? Là nhảy cùng nhau rồi chứ. Rồi, ôi, hôm nay nhận được cái nhiệm vụ này các bạn ơi. Đây, được thẻ cao cấp. Trời ơi, được thẻ 3 sao rồi. Hoàn thành được hai hộp quà nha. Hộp quà đầu tiên, mình sẽ nhận điều nhảy đầu tiên luôn. Túi thẻ được các kiểu luôn nha mọi người. Ôi, đây, hộp cái hành động đầu tiên nha các bạn ơi. Rồi, hành động tiếp theo. Ôi, ôi, túi thẻ có thể xịn luôn. Một món ăn lửa chạy. Rồi, nhả ví cho bạn nào chưa có thẻ này nha. Rồi, và mình nhận được cái hành động tiếp theo luôn. Đó là mình nhận được hai hành động nữa nha mọi người. Còn hai hành động nó nằm ở hai cái ô tiếp theo nha. Và hành động cuối cùng, và cuối cùng là nhận được phương tiện nè. Mà chưa đâu, phải tốn tất là qua tuần sau. Qua tuần sau mới nhận được nha mọi người. Rồi, để xem trong đây thì mình còn đổi gì nữa không. Hôm nay mình được gần 3.000 xu nè. Ồ, các bạn có thể là đổi cho mình túi thẻ nha. Đây, túi thẻ nè các bạn ơi. Hoặc là các bạn có thể đổi cho mình những cái đồ nội thất luôn. Cái đèn nè các bạn. Cái đèn đồ cũng xịn nè. Nhận được hộp quà thứ hai không ta? Hôm nay không biết là nhận được hộp quà thứ hai không? Để mình đổi thử nha. Mình có 2.000 mấy điểm. Mình đổi cái này đi. Rồi, không biết là mình có nhận được hộp quà thứ hai không đây? Trang trí biểu tượng IK. Không, không đủ rồi các bạn ơi. Mới có, còn mình còn 710 điểm nữa. Mình đổi thêm cái đèn đi. Không, mình nghĩ là chắc là không đủ đâu. Chắc ngày mai mới đủ mọi người. Ngày mai mới đủ rồi. Rồi, ngày mai mới đủ rồi mọi người ơi. Rồi, còn cái gì hot nữa không? Trong cửa hàng. Trong cửa hàng. Hộp sushi nè. Ở bắp thăm gấu nè. Sushi các kiểu nè các bạn. Bạn nào chưa bắp thăm mấy này thì vô bắp thăm nha. Nó có những cái hộp miễn phí đó mọi người. Rồi, phương tiện mới rồi các kiểu luôn. Rồi, bye bye mọi người nha. Và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Có gì thì mình sẽ cập nhật liền cho mọi người nè. Bye bye. Good, 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 good